Sáng nay ngày 26 tháng 3 tại Việt Nam Quốc tử quận 10, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã họp mở rộng cùng thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các quận huyện và phân ban ni giới thành phố. Tại phiên họp, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó ban kiêm Tránh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo về công tác tổ chức đại hội cấp huyện tại thành phố trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh, trưởng ban trị sự nhấn mạnh, đại hội các đơn vị còn lại cần thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ hành chính điện tử, khuyến khích tổ chức khoảng 12 đơn vị trên tổng số 22 quận huyện trước thời điểm diễn ra đại lễ Phật đàn dịp này, chư tôn đức cũng đã thảo luận và thống nhất đại lễ Phật đàn Phật lịch 2565 tại Việt Nam Quốc tự. Meeting lễ tưởng niệm tôn vinh chư tôn thiền đức tiền bối hữu công đã viên tịch thuộc hội đồng chứng minh, hội đồng trị sự, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh nhân 40 năm thành lập giáo hội. Triển lãm hình ảnh về thành tựu Phật sự của Giáo hội thành phố Hồ Chí Minh, các quận huyện. Buổi họp còn đề cập đến tiêu chuẩn của chư tôn đức được đề cử nhân sự vào ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố nhiệm kỳ mới.